Tập 14. Làm sao đây, làm sao đây? Sao mà tôi biết được chứ? Cô dạy thôi. Nghĩ cách đi, nghĩ cách. Có rồi. Thứ gì vậy? Trang bị thoát nạn trên tầng cao. Chỉ cần đeo thứ này xuống từ đây, tầm khoảng 40 giây sẽ xuống tầng 1. Anh muốn chết sao? Nếu may mắn tôi hơn người ta 40 giây, còn lỡ mà đen, tôi đi trước người ta cả đời. Cô không sai, tôi tự sai. Tóm lại tôi tập hơn 48 lần rồi. Anh làm thật sao? Anh chết rồi tôi phải làm sao? Tôi chết liên quan gì tới cô? Nếu mẹ tôi vào mà thấy tôi như vậy, tôi sẽ chết thảm hơn. Nhũng chân. Vậy phải làm sao? Cô trốn dưới giường đi. Tới ngay đây. Tới đây. Tới rồi, tới rồi. Mẹ, rõ ràng con ở nhà sao bây giờ mới mở cửa? Cũng không nghe máy. Con mới thức dậy. Tối qua lại thức đêm sao? Làm nghiên cứu. Đây là gì? Trang bị thoát nạn trên tầng cao. Đây, canh mẹ nấu cho con. Cảm ơn mẹ. Sao phòng bừa bộn vậy? Mẹ à, nơi nghiên cứu con vừa giới thiệu với mẹ. Trang bị thoát nạn trên tầng cao. Con đang làm thí nghiệm này. Con đang mô phỏng tình huống nếu như chúng ta gặp hỏa hoạn ở đây xong, con phải thoát xuống dưới như thế nào. Nơi con bày ra nhà bừa một chút cho giống bầu không khí lúc đó. Mẹ à, không có việc gì làm thì về nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng mệt rồi, buồn ngủ quá. Xin chào. Con bé cũng là đối tượng nghiên cứu của con sao? Xin chào. Tháng sau tôi cưới. Kết hôn à, hạnh phúc quá. Phải tới đấy. Chúc mừng, tuyệt quá. Cảm ơn, chúc mừng. Có tôi không? Có, phải tới đấy. Mọi người phải tới dự đó. Nào, phải tới đó. Tiểu Nặc, tháng sau tôi cưới. Cô phải tới đấy. Vốn là Lucy là phụ dâu cho tôi, nhưng cô ấy phải tới Hải Nam một chuyến. Phơi nắng không còn ra bộ dạng con người. Tôi sợ cô ấy mất mặt trước mặt khách khứa. Hay là cô là phụ dâu cho tôi đi. Xin lỗi, e là tôi không thể làm phụ dâu cho cô, vì tôi cũng sắp kết hôn. Tuyệt vời quá chị Tiểu Nặc. Ngôi sao lớn cuối cùng cũng sắp ra âm ưng. Song hỷ lâm môn. Cái gì mà song hỷ lâm môn? Lần trước chị bảo chỉ cần anh Thừa Lỗi ra âm ưng là hai người sẽ cưới mà. Chúc mừng nhé Tiểu Nặc. Hôn lễ chuẩn bị sao rồi? Đúng vậy, hay làm như tôi, tổ chức ở khách sạn Hoàng Tinh đi. Khách sạn Hoàng Tinh. Chồng tôi thân với quản lý bên đó lắm, có thể ưu đãi cho cô. Trời ạ, Fiona, tôi ngưỡng mộ cô quá đi. Ngay đầu một cái pha lê ở đó đã là mấy chục triệu. Còn gặp được nhiều ngôi sao lớn nữa. Một bàn bao nhiêu tiền vậy? Cũng tạm thôi. 28.800. Ôi mẹ ơi, sao mà đắt như vậy? Ăn gì vậy? Vàng kho tàu sao? Canh trân châu phỉ thúy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tiền không phải vấn đề. Chuyện này không thể qua loa được. Làm càng long trọng càng cho thấy thành ý của nhà trai. Đúng không? Chồng tôi còn quay quá trình quen biết nhau thành phim ngắn. Lúc đó mọi người sẽ thấy lãng mạn quá. Tôi còn đặt mấy bộ lễ phục, bộ nào cũng rất đặc biệt. Mọi người mau tới xem đi. Tôi muốn xem.
đẹp quá đi. Mua ở đâu vậy? Bộ này mua ở đâu? Không có bán đâu, chồng tôi đặt làm riêng với nhà thiết kế từ Ý đó. Từ Ý sao? Tiểu Nặc, hay là tôi giới thiệu nhà thiết kế cho cô? Tuy đắt không sắc ra miếng. Không cần đâu, tôi mời nhà thiết kế rồi. Thật sao? Ai vậy? Thiết kế xong chưa cho bọn em xem với? Giờ đang thiết kế nên tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó sẽ làm cả hội trường choáng ngợp. Cả hội trường choáng ngợp à? Lễ cưới bây giờ tầm thường quá, nên công ty nhạc của công ty định cho thừa lũi làm kiểu concert, còn mời xuất diện ngôi sao tới. Ngôi sao? Dư Lục Hoành có tới không? Chị Tiểu Nặc à, Dư Lục Hoành có tới không? Là sao nữa? Sao vậy chị, có tới không? Giám đốc Cao không hay rồi, chúng ta bị giám đốc Minh chơi rồi. Có chuyện gì? Vừa nãy Lộ Khiết Nhã gọi tới, nói giám đốc Minh báo với họ cô cổ đồng không hợp làm người đại diện, phải tìm người khác. Anh bảo có phải giám đốc Minh lên cơn không? Trước đó Quế Tân bốc cô cổ đồng lên tận mây xanh, bây giờ lại đuổi người, còn dám nhược quyền liên lạc với khách hàng. Cô ấy liên lạc khách hàng rồi à? Phải. Giám đốc Cao có câu này, tôi không biết nên nói không. Nói đi. Bây giờ phòng sáng tạo ngày càng quên quang, chúng ta không thể để họ bắt nạt nữa. Chúng ta không thể như vậy mãi. Tôi biết rồi, để tôi xử lý. Làm hay lắm. Anh à, cố lên. Mời vào. Sếp, Minh Lượng đến rồi sao? Ngồi đây đi, cho thoải mái một chút. Cà phê hay trà? Cà phê. Cà phê được rồi, cà phê. Được. Cẩn thận coi chừng nóng. Sếp à, hôm nay anh bị đa nhân cách sao? Nói kiểu gì vậy? Tôi pha ly cà phê chiêu đãi cấp dưới đắc lực của mình, có gì sai sao? Tôi thấy hoảng loạn lắm. Anh có chuyện gì phải không? Hay nói thẳng đi. Giám đốc Minh, vậy tôi nói thẳng nha. Sáng nay Game Online trả lại phương án của chúng ta. Trả lại? Sao tôi không biết? Người ta chơi thân với tôi lâu rồi, sáng sớm gọi điện cho tôi. Thân thì thân, phương án này do phòng tôi phụ trách trao đổi mà, có gì phải tìm chúng tôi chứ? Vậy chẳng phải gây rắc rối cho anh sao? Game Online mà, người ta là ông lớn Game Online, khó chịu cũng bình thường. Vẫn ổn mà, ca khó hơn tôi cũng gặp rồi, chứ huống gì là họ? Có phải họ có ý tưởng mới không? Lần này ý khách là mong chúng ta đổi người phụ trách phương án này. Đổi người? Ngồi xuống nói chuyện được không, giám đốc Minh? Bình tĩnh một chút, bình tĩnh đi. Không phải, vụ này luôn do tôi phụ trách. Có phải khách bất mãn về tôi? Cũng không hẳn. Nhưng giới quảng cáo có những chuyện phân biệt nam nữ, có đúng không? Cô hiểu mà, nam không thể đại diện băng vệ sinh, cũng như nữ không thể làm quảng cáo game online. Đó là chuyện bình thường. Cô đừng nghĩ nhiều, sao lại không hợp? Tôi phù hợp lắm. Vậy tôi hỏi cô, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi hai mấy? 30. Cô nói có đúng không? Nhớ khách hàng người ta là nam sinh 9X đúng không? Giờ người ta chê ý tưởng của cô không độc lạ, không bắt trend. Cô coi là phụ nữ lớn tuổi không hợp phải không? Tôi biết bình thường cô dùng thời gian và sức lực cho công việc của công ty, tôi thấy hết, nên hiệu quả là bình thường, sẽ ít tiếp xúc với những lớp trẻ, có đúng không nào? Không hiểu sâu ý nghĩ của họ có đúng không? Nên tôi quyết định vụ này có thể giao cho Michael ở phòng 2 phụ trách không? Như vậy sẽ phù hợp hơn. Tôi phản đối.
để phòng hai giường nhỏ còn được, giường to không lo nổi đâu. Không phải, cô coi Michael ở phòng 2, bình thường đam mê các sản phẩm kỹ thuật số, chơi game này, đi làm rảnh rỗi, làm mở mạng lên, mua đồ ăn gì đó người ta phù hợp hơn cô. Đúng không? Nếu người ta như vậy sao mà hợp hơn tôi? Sếp, cho tôi một cơ hội đi. Tôi cam đoan làm khách vừa ý. Được, 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 được. Vậy tôi sẽ cân đối lại ngay. Nhưng mà cơ hội cuối, người ta mà trả về tôi cũng không giúp được cô. Cô hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy anh chị em, sắp có cuộc chiến trước bình minh rồi. Cẩn thận một chút nhé. Cổ Trì, chuẩn bị vụ game online vào phòng họp cho tôi. Đầu tử, chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi nghe tổng giám đốc nói với giám đốc Minh, đại đường vô song chê giám đốc Minh già cả lạc hậu, muốn đổi cô ấy nhưng giám đốc Minh không phục thề chết chống trả. Tức là giờ tâm trạng giám đốc Minh cực kỳ tệ, nên mọi người phải để ý vào, đừng có mà nhảy vô họng súng. Phải chú ý đấy, cẩn thận. Tôi báo trước rồi đấy, lần này to rồi, bị khách chê tới nước đó. Giới tính giám đốc Minh là xong phim chắc luôn. Nam Mỹ, giờ chúng ta phải chết chung rồi. Tôi mới làm lành với bạn gái. Xong chưa, bao lên đi. Bao lên, bao lên, cẩn thận đấy. Đây, lần này có kịch hay xem rồi. Ngày nào cũng thấy mình thiên hạ vô địch, giám đốc phòng sáng tạo, cũng có ngày bị người ta chê kém. Dành kiến kiến với tôi. Kiếp sau đi. Sao? Sao? Chào giám đốc Cao. Xin lỗi giám đốc, lúc nãy tôi nói đùa thôi. Bình lượng, coi bộ em to với vụ này rồi. Chuyện gì cô cũng nghĩ sao? Chẳng qua là tôi cho cô cơ hội xuống nước, cô còn được nước lọc tới. Tên đó sẽ không nghĩ như vậy chứ. Alo, là tôi. Tôi gọi 3 bát mì thịt kho, 1 bát mì tương. Muốn ăn tự nấu đi. Con gái cưng của ba, hôm nay con cúp mấy cuộc gọi đặt đồ rồi. Nếu con còn cúp điện thoại người ta là quán mì nhà mình xong thật đó. Con cưng à, mới sáng ra con chờ điện thoại của ai vậy? Có tâm sự phải không? Hay kể cho ba mẹ nghe đi. Ba mẹ nói coi, nếu có người ăn mì mà không trả tiền, cũng không giải thích, vậy phải làm sao? Có gì đâu. Nếu người đó khó khăn thật thì tặng cho người ta, coi như chúng ta làm việc thiện. Dựa vào đâu chứ? Người đó văn hóa không thấp, thu nhập cũng không kém. Nếu là vậy thì phải đi đòi tiền mì, ít ra cũng phải hỏi người đó sao lại ăn chùa, có đúng không? Nói đúng lắm. Con đi đâu đòi tiền mì vậy? Mọi người dừng lại một chút, tôi giới thiệu một đồng nghiệp mới cho mọi người. Đây là Thư Dĩnh Chí. Sau này cậu ấy sẽ là đồng nghiệp với phòng nghiệp vụ. Mọi người chào mừng. Còn bộ dạng kia, sao mà tổng giám đốc đích thân giới thiệu được? Chắc chắn là đi cửa sau, tới phòng nghiệp vụ. Không lẽ tới thay hai chúng ta đó chứ? Trẻ như vậy không có kinh nghiệm đâu, có thay cũng thay mỗi cô. Cô coi ngoại hình cậu ta không đẹp trai như tôi, sao mà tới đây được, cười chết mất. Dĩnh Chí, tự giới thiệu với mọi người đi. Chào mọi người, tôi tên là Thư Dĩnh Chí, năm nay 23 tuổi, chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái. Đây là công việc đầu của tôi sau khi tốt nghiệp. Bình thường tôi thích nấu ăn, đọc sách. Ba mẹ có một tiệm nhỏ dưới quê. Tôi còn một cô em gái. Lần này vô cùng cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi cơ hội tới đây để làm việc. Cảm ơn tổng giám đốc. Cảm ơn tổng giám đốc. Được, 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 được rồi. Được rồi. Tiểu thư.
À không, Dĩnh Chí, chỗ tôi không phải xã hội cũ, cũng không phải luận văn vấn đáp đại học. Sao lại không cần khách sáo? Mọi người trong công ty là người một nhà. Sếp và phòng sáng tạo 2 đang thiếu người. Sao lại đưa tôi? Tôi nghĩ như vậy, sau này đưa dự án Đại Đường Vô Sông cho Thư Dĩnh Chí làm đi. Chẳng phải khách chê mình không hiểu suy nghĩ giới trẻ sao? Nên tôi muốn tìm người trẻ, trao đổi với khách cho thoải mái, phải không? Có phải không? Ý hay. Lát tôi giao hết phần game online cho cậu ấy. Được, đại tiểu thư. Vị trí gan dạ lên. Sau này cứ hỏi giám đốc Cao. Làm tốt nhé. Cảm ơn giám đốc Cao. Có bộ dạng tông teo như vậy, chắc nhóc mới trên sao quả xuống. Còn cho một con gà mờ tới. Tôi có già đâu, sao không giao vụ game online cho tôi? Cô tuổi gì? Được rồi, lát rồi dọn. Bắt đầu từ giờ mọi vấn đề của cậu sẽ trao đổi với giám đốc Minh phòng sáng tạo. Minh Lượng nhé, đi đi. Chị là giám đốc Minh, Minh Lượng trong truyền thuyết. Cuối cùng tôi cũng gặp được người sống. Không phải, ý tôi là cuối cùng tôi đã gặp được người thật. Giám đốc Minh, chị biết không, tôi đến công ty này là vì chị. Vốn tôi định xin vào phòng sáng tạo nhưng không đủ điểm, nên tôi chỉ đành vào phòng nghiệp vụ. Tôi thật sự không ngờ được làm việc với chị. Thật không ngờ tôi được làm đồng nghiệp với chị. Giám đốc Minh à, tôi kích động quá. Giám đốc Minh, chị biết không, tôi cực kỳ sùng bái chị. Chị là nữ thần của tôi. Hồi đại học tôi đã bắt đầu nghiên cứu tác phẩm quảng cáo của chị. Chủ đề luận văn tốt nghiệp của tôi cũng là liên quan tới ý tưởng quảng cáo của chị. Giám đốc Minh à, hôm nay cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Tôi có thể ôm chị một cái không? Giám đốc Minh à, bỏ tay ra. Xin lỗi, xin lỗi giám đốc Minh, xin lỗi. Sau này mọi người là đồng nghiệp, đừng có khuôn phép như vậy. Ngoài ra, sau này nói chuyện đừng kích động nữa. Phun nước bọt khắp mặt của tôi, trôi hết mắt cúp rồi. Không có chuyện gì thì lui đi. Tạm biệt giám đốc Minh. Hai ngày này bà nội chạy đôn chạy đáo, phải cảm ơn bà cho tử tế. Tối nay cũng nên đưa bà đi ăn một bữa. Sao vậy? Đẹp quá. Em mặc vào chắc là càng đẹp. Vậy sao? Vậy mình vào xem thử đi. Em hứa mặt sườn xám của bà rồi. Hồi bữa bà bị đau tim, nên không dám nói gì nhiều, cũng không dám cãi. Ai biết hôn lễ này khác với em tưởng. Nhưng phải tiết kiệm tiền chứ. Đời người chỉ kết hôn có một lần thôi. Bà xã, anh sai rồi. Anh xin lỗi là anh nợ em. Em có ý nghĩ khác về hôn lễ, anh hoàn toàn hiểu được. Nhưng em đừng quên, giờ em đang có em bé. Sau khi con sinh ra, chi tiêu chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Nên chúng ta làm đám cưới, tiết kiệm một chút, đừng để tương lai phải khổ. Anh hứa với em, lễ kỷ niệm sẽ bù cho em. 12 năm rồi vẫn nói không lại anh. Bà xã thật tốt. Alo, xin chào. Tai nạn xe. Ai gặp tai nạn xe? Phương Tư Tề. Alo. Tìm tôi à? Cô đang ở đâu? Giờ tôi bận lắm. Tôi đang ăn cơm với một người bạn con trai. Lát nữa tôi còn phải đi xem phim với một bạn trai khác nữa. Alo. 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 Trùng hợp vậy. Bạn tôi vừa đi vệ sinh rồi. Lúc nãy tôi thấy cô đi một mình. Đúng, anh ấy.
Sao? Tìm tôi làm gì? Không, ba mẹ tôi tìm cô. Ba mẹ anh. Cấp cứu. Em nói giờ lâu như vậy, sao còn chưa ra nữa? Anh đừng lo, chắc chắn sẽ không sao. Ra rồi. Tình hình sao rồi bác sĩ? Anh ăn gì trước đi. Cảm ơn. Đừng buồn nữa. Chuyện gì cũng phải lạc quan lên. Bà Phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao. Bà chỉ nằm viện mấy hôm, nghỉ dưỡng là khỏe. Chụp phim, tiêm thuốc, viện phí, phí phẫu thuật. Lần này không rẻ đâu. Với lại họ nói là do bà vượt đèn đỏ, đối phương sẽ không có trách nhiệm, sẽ không đền đồng nào hết. Đây là thẻ ATM bà đưa em. Em kiểm tra rồi, trong đó không có bao nhiêu tiền. Hôm nay rút hết tiền của em ra đi. Anh xài tạm trước, nhưng em lo vẫn không đủ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Đọc xong rồi sao? Chi phí phẫu thuật nhiều vậy sao? Cộng thêm viện phí. Phải làm sao đây? Anh sẽ có cách. Nói chứ nhà hàng này khá ngon. Nói chứ, mọi người nói xem, bây giờ đám chính ít có mắt nhìn kiểu gì vậy? Lại có người mến mộ giám đốc Minh. Đúng là đồ não tàn. Đang là lễ chào đón vào công ty bình thường, lại thành buổi gặp fan của tên này. Xem ánh mắt cậu ta kìa, không hề rời khỏi giám đốc Minh. Có tên này, Minh Lượng sẽ không còn thời gian bám lấy giám đốc Cao nhà tôi. Vậy thì tôi sẽ có cơ hội. Nghĩ tôi đã thấy tức. Để người trẻ đi trao đổi. Sao đây, chê tôi già sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Tuy cô đã có tuổi nhưng mà không già. Ăn nói chẳng ý tứ gì. Kiểu người như anh không sống được quá hai tập phim đâu. Nói cô hay, cuộc sống của tôi ngày nào cũng là tập cuối, như vậy mới có động lực. Chỉ là tên gà mờ tới thôi, huống hồ là cử tới phòng nghiệp vụ liên quan gì tới cô. Tôi không tin một thằng nhóc giải quyết được vụ game online không có năng lực thì đừng có nhận việc quá sức. Người ta chỉ là ra vẻ đáng yêu, tươi cười với khách, bỏ hết liêm sỉ. Lúc quan trọng vẫn phải trông chờ vào cô. Tôi không hiểu, anh hơn tôi nhiều tuổi như vậy, sao họ không chê anh già, chê anh lạc hậu đi? Tâm thái rất quan trọng. Cô phải thường xuyên chơi chung với đám 9X, 10X. Như vậy sẽ biết họ đang nghĩ gì. Bình thường họ nói gì, vậy thì không lạc hậu. Giám đốc Cao, anh còn thường chơi chung với đám 9X, 10X sao? Chuyện khi nào vậy? Cũng thường lắm. Cứ mấy ngày là tới họp đêm một lần. Cô tưởng tôi tới làm gì? Đi quan sát lối sống của giới trẻ. Cứ một dạo là đổi bạn gái. Cô tưởng tôi lăng nhăng thật sao? Tôi là đi quan sát lối sống của giới trẻ. Tôi cũng khổ lắm chứ. Có ai trả tiền tăng ca đâu. Tôi thấy anh có lối sống tệ hại. Cầm thú mặc đồ cũng không hẳn là người. Đó là mặt người giả thú. Đừng nói mình như là chuyên gia xã hội học. Tôi nói cô nghe, giờ đang có cơ hội. Lúc cô đi làm thì hẹn hò với gà mờ đó đi. Cô sẽ hiểu tâm lý của người trẻ. Biết đâu còn hiểu về sinh lý của người trẻ. Cô sẽ tràn trề ý tưởng đỉnh cao. Sao tôi may mắn vậy, tìm được người bạn trai như vậy, để bạn gái hẹn hò với người khác? Tình yêu ba không mà, có gì mà không được? Nói vậy, em hẹn hò với người đàn ông khác, anh không để bụng? Tất nhiên, chơi đùa thôi. Sao lại nghiêm túc như vậy?
Ánh mắt gì đây? Không lẽ yêu anh thật rồi sao? Yêu cái đầu của anh. Được, vậy em sắp xếp thời gian tiếp xúc với người trẻ tuổi. Chỉ sợ người trẻ tuổi không thích bà gì. Người ta không thích bà gì, không chừng người ta thích ông chú đó. Cho đến khi em được săn đón, anh đừng có hối hận. Thấy chưa? Thấy rồi, làm người ta hú hồn đó. Kiểu gì chứ? Đó là tràn ngập tình yêu. Bà nội, lỗi lỗi, thấy sao? Bà vô dụng quá, tới chẳng giúp được gì, lại gây thêm phiền phức cho hai đứa. Bà đừng nghĩ gì hết, bà cứ ở đây lo dưỡng bệnh. Bệnh viện ở thành phố lớn chắc chắn là tốn nhiều tiền hơn trạm y tế dưới quê mình. Cháu nói xem tấm thân già này có phải sẽ tiêu hết tiền kết hôn của hai đứa không? Bà ơi, cháu đã nói bà đừng nghĩ gì rồi. Bà nuôi cháu ăn mặc đi học từ bé. Cháu nghĩ bây giờ chỉ cần bà khỏe mạnh thì hơn hết thảy, tốn bao nhiêu cháu cũng chịu. Thằng ngốc này, bà từng tuổi này rồi, còn sống được mấy năm, tiêu tiền cho bà là không đáng. Bà đừng cử động, bà thấy vẫn ổn, không sao nữa rồi. Mình về nhà đi, từ từ dưỡng được không? Không được đâu bà, mai đi làm thủ tục xuất viện cho bà. Không được đâu bà, thực sự không sao, bà nghe lời đi được không? Nằm viện đắt quá, chị để hai đứa làm đám cưới được không? Bà ơi, bà nghe lời lỗi lỗi đi. Ở bệnh viện môi trường trong này tốt, bà mới khỏi nhanh được. Tổn thương gân cốt 100 ngày mới lành. Nếu bà về nhà, e là lúc bọn cháu cưới bà vẫn chưa khỏe. Bà có muốn dự đám cưới không? Nên bà cứ yên tâm, nghỉ dưỡng ở bệnh viện đi. Chờ bà khỏi hẳn mới mạnh giỏi sung sức dự đám cưới bọn cháu. Phải đó bà. Chỗ này được lắm, sau này sẽ thường ghé. Ăn uống no say, lát đi đâu đây? Tôi nghe nói có một quán bar mới mở, tuyệt lắm. Hay là bọn mình đi bung xóa đi. Ba, ổn áp đó. Tôi cũng tán thành, đừng có nhìn tôi. Nhưng chỉ sợ có người không đi được. Cậu được không? Tôi sao? Tôi ok hết, nghe lời mọi người. Tôi thích kiểu đáng yêu nghe lời. Gì cũng ok như cậu. Chưa bắt được xe à? Chào giám đốc Minh. Nghĩ ra đi đâu chơi chưa? Giám đốc Minh, lúc nãy tôi ăn no quá, thấy bụng không ổn lắm. Hay ai về nhà nấy? Tìm mẹ mình đi. Vậy mấy người, tôi cũng tán thành. Mẹ tôi bảo trước 2 giờ sáng phải về nhà, không thì sẽ gặp chuyện không hay. Nhà tôi xa, tôi về trước. Đúng rồi, hôm nay kết phim Cù Non và Sói Xám, tôi phải về xem cho nóng. Đây kết phim sao? Vậy tôi cũng phải về xem. Mấy người kiếm cớ quá lạ. Giám đốc Minh, bạn gái tôi vừa xuất ngũ, tôi đã hứa về nhà chơi cờ chéo với cô ấy. Lạ thật, mọi người vừa nói với tôi thằng nhỏ này lạ nước lạ cái. Vừa mới tối chúng tôi về trước nhé. Đúng là được người trẻ săn đón. Rắn một cái đã đi hết trơn rồi. Quả là bản live action của muôn loài chạy nạn. Anh có tin bà đây cho anh ngẫm luôn từ tập này không?
chọn em nhé. Sao nhiều nếp nhăn như vậy, thiệt tình mình không muốn sống nữa. Con gái cưng, bây giờ mới nhớ ra người mẹ này sao? Bao lâu rồi không tới thăm mẹ? Nói đi, tìm mẹ hẳn có chuyện. Mẹ à, con muốn nhờ mẹ giúp. Giúp? Sao vậy? Mẹ, mẹ mượn chị ít tiền giúp con đi. Bà nội thừa lỗi bị tai nạn nằm viện rồi, giờ phải chi nhiều lắm. Con xài hết tiền rồi. Con tìm mẹ là để mượn tiền phải không? Mà còn vay cho thừa lỗi nữa. Con bảo thừa lỗi nó không có tiền khám bệnh cho bà, nó cần thì tới vay mẹ chứ, sao lại để con tới? Không phải anh ấy bảo con tới, là con tự muốn tới vay. Có phải kiếp trước con vay nặng lãi gì của nó không? Con đi làm bao nhiêu năm mà chả tích góp được đồng nào, toàn bộ vào cho nó. Nó suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi nhạc, giờ hết vào cái ATM là con. Như vậy tốt quá rồi còn gì. Mẹ nói gì vậy? Con gái à, con có ngu cũng không thể ngu tới mức này được. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, không báo hiếu thì cũng thôi đi. Cũng đâu thể bù tiền cho đàn ông chứ, mà bù vào một cái là 12 năm. Con sẵn lòng làm cái ATM cho bạn trai mình, mẹ cũng không quản nổi. Nhưng đừng mong mẹ và chị cũng thành cái ATM của nó. Mẹ à, Dĩnh Chí, đây là báo cáo hiệu suất làm việc hàng năm của công ty. Cậu chuyển thành file Excel nhé. Được. Ngoài ra đây là tài liệu nội bộ công ty, nghiên cứu vào cố mà học hỏi. Được rồi, chưa nói xong, trước khi tan làm phải trả tôi, có được không? Dạ được thưa chị Ngải Ngải. Đây là sản phẩm mới, về thử đi. Mai viết cho tôi những điều tâm đắc. Đây là gì vậy? Khẩu trang, khăn giấy hay túi giữ nhiệt? Đây là đồ của con gái, sao tôi có thể xài được? Vậy hỏi bạn gái là biết rồi. Dịch Chí à, anh đậu tử, đừng căng thẳng như vậy. Chuyện nhờ cậu giúp đơn giản lắm. Anh cứ dặn, ở đây có 2 voucher tiền mặt, thì cậu tới siêu thị kế bên đổi thành mấy đồ dùng tránh thai được không? Đồ dùng tránh thai? Đúng, Dịch Chí cậu tốt nhất. Đi đi, tôi làm ngay.
xin lỗi. Cô à, cháu làm một món tủ cho cô chú thử. Con gà này cháu nghiên cứu lâu lắm rồi. Sốt ướp cay này ngon cực, ngon nhất trần đời, có 102. Nó không nghe lời lắm. Cô à, cái này để cháu, để cháu. Cô bao, cô là khách. Cô sao phòng khách đi, chỗ này có tôi được rồi. Không sao không sao, có tôi đây. Cô giao cho cháu đi. Cô bao à, cô là khách, ra phòng khách ngồi đi. Cô xem như giúp tôi lắm rồi. Cô đừng khách sáo với cháu, mình là người một nhà cả. Được rồi, có tôi đây rồi. Nghe lời bao vào đi. Canh chưa bỏ hàm được đâu. Được rồi, có tôi rồi, ra ngoài đi. Sách nhiệt thêm. Chẳng giúp được gì. Tư Tề, cô nghĩ sao về luận văn của ba? Cô cảm thấy nếu bàn về mỹ học có thể phân ra hai trường phái Đông và Tây Phương, đồng thời có thời kỳ khác nhau, nó cũng có sự vận động mỹ học khác nhau. Con thấy có thể thảo luận và nghiên cứu trong luận văn. Hai người đang nói gì vậy? Tối qua đã xem kết cục Cừu Non và Sứ Sám chưa? Siêu cảm động. Bây giờ đang nói về luận văn của ba anh, sắp xuất bản rồi. Luận văn sao? Hồi nhỏ cháu viết luận văn giỏi lắm. Luận văn của chú viết về cái gì? Bọn tôi đang thảo luận về tính hiện đại của chủ nghĩa duy mỹ. Nên thật ra luận văn của chú có liên quan đến tính hiện đại của chủ nghĩa duy mỹ. Đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Sao? Cô Bao, cô cũng nghiên cứu về mặt này sao? Cháu hứng thú nhiều thứ lắm. Vậy cô nhất định sẽ ủng hộ chủ trương vận động chủ nghĩa duy mỹ ư? Tất nhiên, cháu lúc vận động đều rất chú trọng cái đẹp. Mong có thể đạt được cảnh giới khá là duy mỹ. Vận động chủ nghĩa duy mỹ ý chỉ vận động tư tưởng xuất hiện ở nửa sau thế kỷ 19 trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật Anh. Chủ trương của họ là nghệ thuật đem tới bữa tiệc tận hưởng cho giác quan, chứ không phải truyền tải thông tin về tư tưởng tình cảm. Chủ trương này em rất là tán thành. Tất nhiên, cá nhân con tán thành hơn là quan điểm của con John Ruskin, Matthew Arnold. Quan điểm của họ kiêng về chủ nghĩa vị lợi. Nhưng mà con thấy nghệ thuật đây là vật dụng chứa đựng đạo đức. Mỗi chữ anh nói em hiểu hết. Nhưng sao nói thành câu thì em nghe như dịch nghe sấm vậy. Gật đầu mỉm cười nhiều vào. Nhà của anh học vấn cao quá. Tất nhiên rồi, ba của anh là người có tiếng nói trong ngành triết học và ngôn ngữ ký hiệu. Sở trường của mẹ anh là văn học Trung Quốc. Cho hỏi cô Bao, lĩnh vực sở trường của cô là... Shopping, tiêu dùng xã hội, makeup và tâm lý học nữa đúng không? Hai lĩnh vực này hoàn toàn xa lạ với tôi. Không biết cô Bao lấy học vị tiến sĩ ở trường nào? Giờ cháu chưa có văn bằng tiến sĩ. Chẳng lẽ nhà anh ai cũng có? Ba anh có hai cái. Anh đang chuẩn bị học cái tiếp theo. Khu vực này bình quân tiến sĩ chiếm đông quá. Chú à, cháu đi xem bên cô có cần giúp gì không? Được, 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 được. Tiểu Nặc. Tiểu Nặc à, mẹ, cầm lấy đi. Đây là tiền bao nhiêu năm qua con gửi cho mẹ, mẹ không nỡ xài. Bây giờ đưa lại cho con đó. Cảm ơn mẹ. Xin lỗi, lần này không phải mẹ giúp con, là con tự giúp mình. Vậy sao con phải tự lo cho mình? Cẩn thận vào. Nghe thấy chưa? Sao vậy? Con làm sao vậy? Con đau bụng. Sao lại đau bụng? Sao lại có thể chứ? Cô à, đêm đó bọn cháu là tình nguyện, con muốn kết hôn cũng là do cháu. Con muốn đánh thì đánh cháu đi.
vậy? Giám đốc Minh, đừng theo tôi, là tôi